Dạ, mình chào cô chú anh chị đến kênh Sách Sài Gòn nha. Hiện tại Sài Gòn có mặt ở hội quán ở sao miền vườn canh Khương vừa vào tối thứ bảy ngày 7 tháng 9 năm 2024 nha. Thì theo thường lệ thì tối thứ bảy thì có đêm nhạc, có ca sĩ nghệ sĩ phục vụ bà con cô bác ở hội quán nha. Nhưng mà do cơn bão số 3 thì đêm nhạc tạm quản cả nhà. Thì ở đây thì quán cũng mở bình thường nha. Khán giả vô và khán giả cũng về luôn rồi. Nhiều người không biết. Đây, buổi tối thứ bảy sang Sài Gòn chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe nha. Đây. Mình cũng vô ủng hộ hội quán luôn buổi tối. Thường thì buổi tối thứ bảy thì rất là nhộn nhịp luôn. Nay thì thông báo nghỉ về cơn bão số 3 tạm quản nha. Ở đây mình cũng bắt gặp một anh với anh khách rất là quen thuộc ở đây, anh Sơn nè. Anh cũng tới luôn nè. Thì là biết là nay là tạm quản, anh cũng ghé luôn. Chào anh. Anh ghé đây mấy giờ anh Sơn? 6 giờ chiều hả? Nay nếu mà đêm nhà không điểm ra anh có cảm thấy thế nào, buồn không hay sao? Ổn quá luôn. Đúng không hả? Buồn không kìa, buồn không? Không có đêm nhạc, buồn không? Buồn sao buồn, buồn yêu. Quen rồi. Không có đêm nhạc là buồn. Dầu mưa gió bao bùng rồi không phải xuống. Hôm nào mai có đêm mô tô nè. Chắc chắn là có. Ngày mai đi em nghĩ là cũng khách cũng rất là quen thuộc hơn. Tên Sạc Sài Gòn. Dạ. Hả? Đâu? Có đâu, nãy đâu không rồi. Này vừa tối không có đêm nhạc, em coi con thấy thế nào, buồn hơn là không? Không, hồi nãy thì hơi buồn, còn này có chú Sơn lên là không hết buồn. Dạ, vậy hả? Tại vì do sự cố của bão số 3. Mà người ta ăn nổi nha. Đi nhớ chậu rồi. Có quay không sao? Đang quay. Trời. Ai vô kênh của chú Sơn Sài Gòn thì nhớ ăn nổi nè, này trao hỏi nè. Trời, mời cả nhà ăn nổi nha. Dạ. Rồi. Rồi, hiện tại bây giờ có mấy anh em đợi. Nhưng mà có bán cà phê cho xuống uống. Mướp. Đây này thì chỉ có ổng điện, ổng chờ chịu ổng vừa điện con xong rồi bắt đầu cái chiến thắng điện con nữa. Điện ba ổng cụ mà. Này chỉ có ba anh em thôi nha. Là khách hàng quen thuộc. Nói với bà không có hát. Ai à, nó là nó xuống rồi. Đó, Sơn đó, khách hàng rất là quen thuộc luôn, hội quán luôn nha. Dù mưa gió bão bùng thì cũng ghé luôn. Ngôi sao miệt vườn chương trình thật là dễ thương. Ngôi sao miệt vườn chương trình đậm sắc quê hương. Cùng nhau đón xem mỗi tuần thật là quá đã hấp dẫn. Tài dân sân khấu đến đây hát ca chúc mừng. Ngôi sao miệt vườn đó là hội quán dễ thương. Ngôi sao miệt vườn đó là gặp gỡ giao lưu. Tình thương mến thương thật nhiều mà ai cũng thấy hạnh phúc. Ngồi xem cá hát mát kêu lên hà hê. Ôi vui ghê mỗi tuần lại đây sẽ đăng đắp tiếng nhạc đền gian. Con tình yêu hát về quê hương. Dòng sông con đò ngày nào bên nhau nối câu tình tư. Ai ở đến đây sẽ thấy vui quá vui người ơi. Ngồi sau đi trường hương vừa thật là dễ thương. Ngôi sao miên thường cũng vừa dám làm MC. Giọng nói chân phát thật là làm cho người nghe dễ mến. Miền Tây sông nước đậm chất có âm hương dừa. Ngôi sao miên thường ta là
xem ca hát rộn ràng một đêm tối mãi thương tức lòng nghe vơi vơi hỡi ơi có ai bằng ta bạn ơi hay đơn thật nhiều ta ngồi xem mát thoải mái vừa ăn vừa uống món ngon hương gì miền Tây ngồi xem ca hát rộn ràng một đêm tối mãi thương tức lòng nghe vơi vơi hỡi ơi có ai bằng ta đại phải bốn ba khắp nơi vì con máu gạo tiền ngày đêm đầu tắt mặt tối để lo cho gia đình em mắm xin hãy dành chút ít thời gian đến đây nơi hội quán dễ thương với những chương trình thật là hấp dẫn anh em ca nghệ sĩ và những tí sinh yêu tất nghệ thuật sẽ mang đến cho khán giả những tiết mục hay và xúc động để giải khuây với những nụ cười hồn nhiên trong sáng giúp cho ta có thêm năng lượng và động lực mà lão động ăn say để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Nào hãy đến đây vui lắm người ơi hội quán ngồi sao đi đường ai đến rồi sẽ luôn nhớ mãi không khí gia đình gần gũi lắm người ơi nghệ sĩ với khán giả với những người thân tặng qua chụp hình gửi đến lời thăm hỏi dễ thương gặp được những người thân tương mà mình yêu quý tay bắt mặt mừng lòng càng đầy hạnh phúc đến đồng quá trời áo xanh áo đỏ áo vàng như muôn ngàn cánh hoa với nụ cười trên môi còn anh em nghệ sĩ ai cũng diễn thật sung đem hết tài năng của mình phục vụ khán giả xa gần bằng tất cả con tim đáp lại tình yêu thương có những khán giả từ miền xa ngập tràn niềm vui hạnh phúc ôi tình cảm tâm tư của khán giả đối với người nghệ sĩ nguyện ghi khắc trong lòng không thể nào quên các bạn ơi ngày hôm nay ôi vui quá nhìn ai ai tôi cũng thấy dễ thương vô cùng người ơi cả nhà ấp đám rủ nhau vào xem thiên là vui còn gì chính đi cùng con cháu vào thật sớm để dành ngay trước xem cho gần nó đã làm sao gặp gỡ nhau đây ngôi sao mỹ vừa hồi quán hân hạnh đón chào và mong tái ngộ lần nữa. Dạ, Lân Tuấn xin kính chúc cho tất cả quý vị ân nhân tại đây và khán giả thân thương đang xem trực tiếp trên kênh Quang Khương Dừa dồi dào sức khỏe luôn luôn tươi trẻ tâm tình thì mát mẻ làm ăn thì suôn sẻ có tiền chẳng dòng có tiền lẻ đời không bao giờ buồn thẻ miệng thì lúc nào cũng cười he 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 he. Chúc cho tất cả anh em ca nghệ sĩ cùng thí sinh ban nhạc âm thanh ánh sáng và các bộ môn có thật nhiều số chúc cho nhà tài trợ công việc làm đắc quả thành công người thương gia thì mua may bán đắt với niềm vui ngập tràn trong ánh mắt của bao người rồi đây hội quán ngôi sao miệng dường sẽ được nhiều
là giờ tiếng vỗ tay nhiệt tình. Vỗ tay lên các bạn ơi. Ai đó tay đó. Lên lóc nhà là lên lóc nhà, lên lóc nhà là lên lóc nhà. Bắt con gà là bắt con gà, không có gà là bắt ông già. Anh đến đây đến với anh Khương Dừa. Hãy đến hội quán thật là vui ghê. Ngôi sao mỹ trường chương trình hấp dẫn. Nếu có những lúc trái tim ta buồn, nước mắt không dám khiến ta rơi sầu. Hãy nhớ đến ngày cuộc đời sẽ vui, buồn đau sẽ quên người ơi đừng nhớ. Hãy đến với anh Khương Dừa. Hãy đến hội quán ngôi sao mỹ trường. Má ơi, khi nào buồn có đến đây nha. Tới đây là vui liền. Đó bà con bà bác ơi, mình làm việc thành nghiệp, dành cuối tuần đến đây giải trí nha. Đó rồi. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Anh đó. Xin một vòng tay nữa được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Sơn, những khách quen thuộc đã ủng hộ quán ra về nha cả nhà. Chụp luôn. Rồi. Rồi buổi tối thứ bảy ghé ủng hộ quán ở Sơn Miệt Vườn uống cà phê ủng hộ đã kết thúc rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi nha. Xin hẹn video tiếp theo. Xin chào.